bỏ vô xuồng cho mất tiền. À. Dạ, dạ, dạ. Không có xuồng hả? Ờ, có vậy bây giờ không có xuồng đây hả? Dạ. Dạ. Bây giờ là 300 ngàn nó tìm lại cái xuồng được không? Trời ơi. Cái xuồng đó là chìm ở chỗ nào? Chìm à. Nó đỏ 300 ngàn mà biết được hay không được ơi, mình bỏ tiền. À, mình bỏ tiền có khi mất cả chi lẫn trời luôn. À. Bỏ lẫn đoạn 300 ngàn. Mà được không được thì mình phải chịu một tiền. À, biết được hay không? Dạ. Tại con hổng lại lên con nhà tôi ở đậu. Dạ. Muốn về cậu hỏi thấy không á, tôi còn về tôi không thấy thì cậu gặp cho vài chục ngàn ơi, cho ăn đồ với bà. Thôi được rồi, bữa nay có tiền rồi đi ra ăn bữa cho thiệt ngon. Trời ơi, thôi giờ cậu cơm ăn ông cậu đây chứ còn tôi không có. Hả? Có cách quá rồi, đi đường nói nha. Hả? Bây giờ ở xã Hòa Điền có chuồng. Rồi được rồi, để tôi coi đi, kéo cỡ rồi, bữa nào tôi gửi cho bà một cái nha, dạ. Cái xuồng nha, dạ. Nhà thờ đó, dạ, tôi dạ. Gửi cho nha. Nhà thờ này, nhưng mà bây giờ, tôi có gì tôi sẽ gửi cho ông Sang này, ông sẽ lo cho bà, dạ. Nha. Dạ, con nhắn là cậu Phi Hùng á, cậu Phi Hùng. Cái chiếc xuồng mà chở cả một tấn mà bây giờ con nè, con là trưởng ấp đây nè, dạ đây là cha. Dạ, bên nhà thờ bên bển á với phái đoàn đây rồi đi có gì tôi sẽ giúp bà cái ông này để đưa cho bà. Dạ. Kiếm chiếc xuồng đi kiếm củi hả? Dạ, vẫn sống qua ngày. Rồi vậy nha. Đó, cậu biết ta cho tôi đồ cũ bận bộ lại đây, tôi có đi nhà thờ mấy lần.